Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của chúng tôi. Nội dung chương trình sẽ cung cấp đến quý khán giả những góc nhìn toàn cảnh, những vấn đề nóng hổi, dưới góc nhìn chuyên sâu đa chiều đang giành được sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bán thiết bị cảm biến đánh bạc có bôi chất phóng xạ, một đối tượng đã bị khởi tố. Sai phạm của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã, trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Những tử huyệt trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Công an tỉnh Hải Dương thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đinh Trọng Thủy, sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội tàng trữ sử dụng trái phép chất phóng xạ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 12 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Đinh Trọng Thủy có hành vi tàng trữ trái phép chất phóng xạ nên chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm rõ. Qua đó, xác định khoảng từ tháng 6 năm 2023, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc bịp. Đối tượng lên mạng xã hội tìm và liên hệ với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc, trong đó có chất iốt, kèm theo thiết bị dung cảm biến phóng xạ. Thủy đã mua chất iốt, chưa xác định được dung tích, với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Thủy biết chất iốt là chất phóng xạ, vì khi mua thấy chất này đã được bọc trong trì để giảm bức xạ, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó, Thủy dùng tăm nhọn để bôi chất iốt lên một mặt của 12 con vị, dùng trong trò sóc đĩa, rồi tìm mua lá trì tại cửa hàng bán lưới đánh cá ở chợ Hội Đô, thành phố Hải Dương. Cắt thành các lá nhỏ, kích thước 5 x 7cm để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ giả trước khi bán cho khách hàng. Đến tháng 9 năm 2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng với giá 2 triệu đồng một khách. Số con vị còn lại Thủy cất giấu trong nhà. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 94 con vị và các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ. Xác định chất iốt thủy sử dụng là chất phóng xạ I125. Chất I125 là một đồng vị phóng xạ của iốt. I125 có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng với đặc điểm tập trung tại tuyến giáp nên Y125 hở có thể bị hấp thụ và tập trung tại tuyến giáp của người thông qua đường hô hấp, gây chiếu xạ trong và dẫn đến rủi ro sức khỏe do ảnh hưởng của bức xạ ion đối với người tiếp xúc mà không có các biện pháp bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt là tuyến giáp. Do sự nguy hiểm này, Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo người dân tuyệt đối không bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất Y125 nói riêng, chất phóng xạ nói chung dưới mọi hình thức. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Theo thông báo, trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự báo chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Năm bị cáo bị truy nã bao gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ, 55 tuổi, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB; Trầm Thích Tồn, 63 tuổi, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB; Trần Minh Dũng, 51 tuổi, cựu phó tổng giám đốc SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB; Đinh Văn Thành, 53 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm bị cáo bỏ trốn và đang bị truy nã đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB gây thiệt hại đặc biệt lớn. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ từ ngày 13 tháng 8 năm 2014 đến ngày 31 tháng 8 năm 2015 đã ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay gây thiệt hại cho SCB hơn 3.700 tỷ đồng. Bị cáo Vũ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại khoản 3, điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, không hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Bị cáo Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2012 đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, bị cáo Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay gây thiệt hại cho SCB hơn 7.100 tỷ đồng. Bị cáo Tồn bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tại khoản 3, điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương từ ngày 25 tháng 7 năm 2012 đến ngày 30 tháng 7 năm 2013 đã ký hợp thức 79 khoản vay gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỷ đồng. Bị cáo Sương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, không hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Bị cáo Trương Minh Dũng từ ngày 20 tháng 11 năm 2012 đến ngày 4 tháng 4 năm 2019 ký hợp thức 362 khoản vay gây thiệt hại cho SCB gần 141.000 tỷ đồng. Bị cáo Dũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng, quy định tại khoản 4 điều 206 bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Bị cáo Đinh Văn Thành từ ngày 28 tháng 6 năm 2012 đến ngày 19 tháng 10 năm 2017 ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay gây thiệt hại cho SCB hơn 42.700 tỷ đồng từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 189.000 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 99.600 tỷ đồng. Bị cáo Thành bị truy tố theo khoản 4 tội tham ô tài sản không hình phạt cao nhất tử hình và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tại khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, không hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ La Sơn vào ngày 18 tháng 2 vừa qua đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi những bất cập được chỉ ra nhiều lần nhưng chưa được khắc phục tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn trên tuyến cao tốc này. Đa phần các vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ La Sơn thời gian qua là do đối đầu giữa hai xe ngược chiều, song bất cập lớn nhất dẫn đến tai nạn là mặt đường quá hẹp, không có con lươn hoặc giải phân cách cứng ở giữa. Một tài xế lái xe dịch vụ chuyên chạy trên cao tốc Cam Lộ La Sơn chia sẻ, tuyến đường này mỗi chiều đi chỉ có một làn duy nhất, có vạch liền và biển cấm vượt, tầm 5 km sẽ có một điểm cho vượt bằng vạch đứt hoặc mở rộng làn có phân cách cứng dài 1 km để vượt nhưng vẫn cắm biển hạn chế 80 km h Do đường nhỏ có nhiều dốc dài nên xe ô tô thường đi rất chậm. Các xe nhỏ phải nối đuôi nhau bò theo, rất ức chế. Lúc đến đoạn cho vượt, mặc dù đủ hai làn có giải phân cách cứng, làn khẩn cấp, song vẫn cắm biển hạn chế và chiều dài cho phép vượt chỉ được 1 km. Một tài xế khác cho biết, tuyến đường hẹp chỉ có một làn chạy và một làn khẩn cấp, song làn khẩn cấp cũng hẹp vừa đủ một xe. Nếu đỗ xe ở làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo cũng rất nguy hiểm. Theo chuyên gia giao thông Tiến sĩ Trần Hữu Hùng, hiện trạng tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn Túy Loan, lái xe nếu không giữ làn tốt, vào cua rất dễ đâm vào xe bên làn ngược lại. Toàn tuyến gần như không có đèn cao áp chiếu sáng hai bên. Mật độ phương tiện né tránh ba trạm thu phí Bắc Hải Vân, Phú Bài và Nam Đông Hà trên chiều dài 180 km quốc lộ 1 nối Quảng Trị với Đà Nẵng để lưu thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn Túy Loan tăng nhanh trong 3 năm qua. Cùng với hạ tầng không đảm bảo tiêu chí cao tốc gần 200 km đường từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, không có camera giám sát tốc độ, truyền dữ liệu về trung tâm. Dù chỉ được phép lưu thông với tốc độ dưới 80 km h và dưới 60 km h song hầu hết người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông không tuân thủ giới hạn này mà cho xe di chuyển với tốc độ rất cao, lấn làn vượt ẩu. Đó là nguyên nhân chủ yếu để xảy ra dồn dập các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Túy Loan trong thời gian vừa qua. Đại biểu Quốc hội Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho hay, trên diễn đàn Quốc hội và những lần làm việc với lãnh đạo Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Quảng Trị kiến nghị nhiều lần về việc cấp thiết phải mở rộng thêm hai làn trên đường cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo ông Đồng, đường cao tốc Cam lộ La Sơn như hiện nay không thể được gọi là cao tốc. Những tuyến cao tốc khác trên cả nước đã và đang đầu tư đều 4 làn đường, trong khi cao tốc Cam lộ La Sơn lại thắt nút cổ chai hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ nên rất dễ gây ra tai nạn nói về đường cao tốc cam lộ la sơn phần lớn chỉ có hai làn xe và không có giải phân cách cứng đại diện ban quản lý dự án đường hồ chí minh thông tin do ngân sách khó khăn nguồn lực xã hội hóa hạn chế nên đường cao tốc này được phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu xây dựng quy mô hai làn xe hoặc bốn làn xe hạn chế nên khi đưa vào sử dụng chưa đạt chuẩn theo đại diện ban quản lý dự án đường hồ chí minh Dự kiến 2 đến 3 tuần nữa, ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về hồ sơ mở rộng tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn lên 4 làn xe, hai chiều đi, hai chiều về và có giải phân cách cứng. Chiều ngày 20 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đoạn cao tốc Cam lộ La Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đưa vào hoạt động được hơn 1 năm. Trong thời gian từ khi đi vào hoạt động đến tháng 12 năm ngoái, thực hiện phương án tổ chức giao thông tạm thời như vậy đến nay đã hết thời gian tổ chức giao thông trên cao tốc theo phương án tạm thời, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông báo về phương án tổ chức giao thông như thế nào. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.